Thưa quý vị, thật là phước khi tối hôm nay chúng ta được có mặt ở tại đây. Và chúng ta đã được trải qua những cái giây phút rất là tuyệt vời, những giây phút rất là phước hạnh, với nhiều điều. Qua những cái giai điệu của những bài thánh ca, qua những cái ca từ ca ngợi về tình yêu của Thiên Chúa giáng trần, qua những cái điệu nhảy rất là sôi động và dễ thương của các bạn thanh niên và các cháu ấu nhi, nó khiến cho lòng tôi và quý vị chúng ta ngược lại dòng thời gian lịch sử, nhớ lại vào một đêm đông cách đây hơn 2.000 năm về trước, một sự kiện vô cùng quan trọng đã xảy ra, một sự kiện đã chia đôi dòng lịch sử của nhân loại, đã mang đến một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên an lành và phước hạnh. Đó là sự kiện cứu Chúa Giêsu đã giáng trần. Và tối hôm nay chúng ta có mặt ở tại đây để cùng hòa chung lòng với con dân Chúa trên quả địa cầu này. Chúng ta hân hoan tưng bừng kỷ niệm mừng ngày Chúa Giêsu giáng sinh. Và Chúa Giêsu là trọng tâm của lễ giáng sinh. Nếu không có Chúa Giêsu thì không có lễ giáng sinh. Mặc dù ngày hôm nay nhiều người họ muốn đem Chúa ra khỏi cái lễ giáng sinh, cho nên chúng ta thường để ý mà xem, chúng ta thấy chúc mừng giáng sinh. Họ biết cái lễ giáng sinh giống như là một cái lễ hội như bao lễ hội khác. Chúc mừng giáng sinh, chúc mừng cái gì giáng sinh? Chúng ta phải nói rằng mừng Chúa giáng sinh hay là chúc mừng Chúa giáng sinh. Quý vị hãy nói với người bên cạnh của mình đi: chúc mừng Chúa giáng sinh. Và năm nay chúng ta tổ chức mừng Chúa giáng sinh với một cái chủ đề, đó là Chúa cứu thế ra đời. Quý vị, giáng sinh hay là Chúa cứu thế ra đời là một quà tặng đến từ Thiên Đàng. Khi nhắc đến quà tặng đó thì có bốn điều mà chúng ta cần nhớ. Chúng ta nhớ, thứ nhất là ai tặng quà, thứ hai là ý nghĩa hay là giá trị của món quà, thứ ba là người nhận quà, và thứ tư là cách nhận quà. Một câu kinh thánh mà tôi nghĩ tất cả cơ đốc nhân đều thuộc lòng, đó là Giăng đoạn 3 câu số 16, phải không ạ? Chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh này là 2, 3. Dạ, một câu nữa nào. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nên tôi đã ban cho một ngài, hầu cho lẽ anh đi qua đây sẽ được cứu mất mà Đức Chúa Trời đây. Dạ, chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa. Câu kinh thánh rất là tuyệt vời. Và các nhà giải chứng nói rằng đây là trái tim của vị kinh thánh. Và dựa theo câu kinh thánh này có bốn cái nhất mà tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Cái nhất, thứ nhất, đấng ban quà hay đấng ban Chúa có thể ra đời vĩ đại nhất là Đức Chúa Trời. Ở đây có ai nhận quà chưa? Tôi mới nhận quà. Khi nhận quà từ ông bà, bố mẹ, anh chị, chúng ta cảm thấy rất trân trọng và biết ơn. Khi nhận quà từ người yêu, chúng ta cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Khi nhận quà từ một người bạn, chúng ta cảm thấy mình trân quý vì có những người bạn nhớ đến mình. Khi nhận quà được những đứa con, những đứa cháu, chúng ta cảm thấy vui bởi vì con cháu của mình nó trưởng thành rồi, phải không ạ?
nhận quà chúng ta rất vui. Nhưng nó vui hơn nữa là ai là người tặng quà. Nó quan trọng lắm. Ai là người tặng quà? Một tên cướp tặng quà vui nổi không? Không thể vui nổi rồi phải không ạ? Một tội phạm tặng quà không thể vui được rồi, không chấp nhận. Nhưng quý vị ơi, cái món quà đến từ thiên đàng, đó là Chúa cứu thế, được ban tặng bởi đấng vĩ đại nhất, đó là Đức Chúa Trời. Ngài là đấng chủ tể của trời đất và muôn vật. Ngài đấng đã tạo dựng nên cả vũ trụ bao la này. Ngài đã tạo dựng nên tôi và quý vị chúng ta ở tại đây. Các nhà đi học đó mà đem cái lỗ tai này mà thí nghiệm đó, thì bị thấy được cái sự vĩ đại của Đức Chúa Trời là như nào. Đem một cái răng ra thí nghiệm thôi thì cũng cho biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đấng vĩ đại biết như nào. Ngài dựng nên tôi và Ngài dựng nên toàn thể quý vị ở tại đây. Và cảm tạ Chúa vì tối hôm nay tôi và quý vị chúng ta đã nhận được quà, và chúng ta sẽ tiếp tục nhận được món quà đến và được ban tặng bởi một đấng vĩ đại nhất, đó là Đức Chúa Trời. Ngài là đấng toàn năng, Ngài đấng chủ tể trời đất và muôn vật, Ngài đấng toàn tài, Ngài đấng toàn tri, Ngài biết hết tất cả mọi sự. Ngài là đấng toàn ái, trong Ngài là yêu thương và yêu thương. Và quý vị ơi, đấng đó ban tặng món quà đến từ thiên đàng cho tôi và cho quý vị chúng ta tại đây trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta được nhận món quà bởi đấng vĩ đại nhất. Tối nay chúc mừng Mục Sư Giang, chúc mừng Hồ Thánh vì được nhận quà từ đảng quỹ và quỹ ban nhân dân quỹ quan mặt trận xã An Đồng. Chúng ta cũng rất là vui, cảm thấy rất trân trọng, phải không ạ? Nhưng tôi bảo với tất cả quý vị, đặc biệt là những thân hữu có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, quý vị ơi, món quà chúng ta nhận đến từ thiên đàng bởi một đấng vĩ đại nhất, đó là Đức Chúa Trời. Đây là tin vui cho tôi và cho toàn thể quý vị chúng ta tại nơi đây. Khi nhận quà rồi đó, bây giờ chúng ta cũng quan tâm đến món quà chút, phải không ạ? Món quà nó có ý nghĩa. Món quà nó có ý nghĩa, món quà nó có giá trị về mặt tinh thần, về mặt vật chất nữa, phải không ạ? Tôi cũng được tặng quà. Tôi giống như tôi đó, tôi mới được tặng quà. Rồi cách đây mấy ngày tôi cũng được tặng quà bởi một thiếu tướng giám đốc công an thủ đô Hà Nội. Rồi trước đó nữa tôi cũng được tặng quà một cái áo rất đẹp. Nhưng quý vị ơi, cái áo tôi mặc đó, rồi nó cũng sẽ cũ, rồi nó cũng sẽ rách, rồi cũng sẽ bỏ. Một món quà tôi nhận đó là một quần lực từ công an, từ thiếu tướng công an đó, xài hết năm nay rồi, bỏ. Nếu một lọ nước hoa mà chúng ta nhận đó, chúng ta dùng rồi nó cũng sẽ hết. Nếu một chai dầu gội chúng ta được nhận đó, chúng ta dùng rồi nó cũng sẽ hết. Nhưng mà món quà được ban tặng bởi đấng vĩ đại, đó là một món quà quý giá nhất, đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là quà tặng quý giá nhất đến từ thiên đàng, được ban tặng bởi Đức Chúa Trời. Và quý vị, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là Emmanuel, Ngài ở với chúng ta và ở với chúng ta cho đến khi chúng ta về trong nước của Ngài. Không hết, không qua đi. Đây là cái nhất thứ hai, đó là món quà quý giá nhất là Chúa Giêsu của chúng ta. Vì trong Chúa Giêsu, khi chúng ta tiếp nhận món quà này, chúng ta sẽ có được niềm vui ở trong cuộc đời của mình. Tôi xin hỏi quý vị, nhận quà vui không? Cái vui kéo dài bao lâu? Bao lâu? Có thể là một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng. Nhưng quý vị ơi, chúng ta tiếp nhận món quà từ đó vĩ đại, món quà vĩ đại, món quà quý giá
là Chúa Giêsu và chúng ta sẽ có niềm vui ở mãi với cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa về điều này quý vị. Rồi trong Chúa Giêsu chúng ta có được sự bình an nữa. Bởi vì Chúa Giêsu đến, Chúa ban bình an cho toàn thể dân loại, cho tôi và cho ông bà, anh chị em chúng ta ở tại nơi đây. Và quan trọng, ngày hôm nay mỗi người chúng ta có những cái nan đề khác nhau, mỗi quốc gia có những nan đề khác nhau, nhưng có một nan đề chung của toàn thể nhân loại gặp phải, đó là nan đề tội lỗi. Đó là nan đề tội lỗi, phải không ạ? Đây là nan đề chung của toàn thể nhân loại. Và cũng có một cái nhu cầu chung của toàn thể nhân loại, đó là nhu cầu được cứu. Và cảm tạ Chúa, món quà đến từ đấng vĩ đại, món quà vô giá nhất là Chúa Giêsu đến để đem sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại, cho tôi và cho ông bà, cô bác, anh chị em chúng ta ở tại nơi đây. Ngài là món quà quý giá nhất để đem đến bình an, để đem đến vui mừng và để đem đến sự cứu rỗi. Chúng ta tiếp nhận Ngài, chúng ta tội được tha, linh hồn được cứu, chúng ta sẽ được hưởng thầm ân của sự cứu rỗi từ nơi Ngài ban cho. Và cái nhất thứ ba, tôi không biết hồi nãy cô Tâm tặng quà tôi không biết mùa Giáng sinh này cô Tâm cô tặng bao nhiêu người, tôi không biết. Và tôi hy vọng là hội thánh này cũng có quà nữa, nhưng mà hội thánh này tặng quà, nếu có tặng quà thì bắt quá thì cũng hết người trong căn phòng này thôi, phải không ạ? Nhưng mà hãy nhớ rằng quà tặng đến từ thiên đàng đó, dành cho đông đảo nhất, không phải giới hạn trong hội thánh này, ở trong phường này, ở trong xã này, mà dành cho đông đảo nhất. Kinh Thánh trong Giăng đoạn 3 câu số 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai, không phải là hầu cho hễ Nguyễn Thanh Bình tin con ấy được cứu. Như vậy tôi chưa chắc á, bởi vì nhiều khi trùng tới với ông Nguyễn Thanh Bình nào khác rồi sao? Cho nên hầu cho hễ ai, biết là dành cho tất cả mọi người, quà tặng đến từ thiên đàng, ban cho một cách đông đảo nhất cho tất cả mọi người trải qua mọi thời đại trên quả địa cầu này, không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt thành thị hay nông thôn, không phân biệt có học hay là thất học, không phân biệt giàu hay là nghèo, không phân biệt trẻ hay là già, món quà đến từ thiên đàng dành cho tất cả mọi người, đồng đạo nhất dành cho tất cả mọi người. Tôi xin nhắc lại, cái nhân thứ nhất đã được ban tặng bởi đấng vĩ đại nhất. Cái thứ hai, cái nhân thứ hai là món quà là Chúa Giêsu giá trị nhất. Cái nhân thứ ba đó là ban tặng cho